Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là buổi sáng của ngày mùng 8 tháng 3, cũng là ngày quốc tế phụ nữ đây. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại Cầu Voi, Nam Trực, Nam Định. Mà chúng tôi đã bàn giao một chiếc kệ tivi cho gia đình anh Lực. Anh ở Cầu Voi, Nam Định. Cửa hàng nhà anh đây, cửa hàng nhà anh buôn bán đồ gia dụng. Và chúng ta cùng đi vào bên trong đây. Trong thời gian trước Tết thì chúng tôi đã bàn giao một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào cột 12 gỗ hương đá, bộ gồm 7 món cho gia đình anh rồi. Thì hôm nay ngày 8 tháng 3 thì chúng tôi lại tiếp tục bàn giao một chiếc kệ tivi gỗ gụ 2m50, cao 2m31 và sâu 50 cho anh. Đây cũng là niềm mơ ước của anh từ rất lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi lại bàn giao hàng cho anh. Anh đã sắm một bộ combo, đó là bộ bàn ghế Minh Đào gỗ hương đá cột 12 và một chiếc kệ tivi gỗ gụ 7 buồng cánh đục kênh bông. Trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu phần mộc rồi. Thì quý vị có thể xem ở phía dưới phần mô tả thì chúng tôi có ghim video phần mộc cho quý vị xem. Quý vị nào muốn sở hữu một chiếc kệ tivi lệch phải như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hôm nay là buổi sáng này chúng tôi đã bàn giao xong cho anh chiếc kệ tivi. Khi hoàn thiện thì chúng tôi có lắp kính ở buồng cao. Đây là chiếc kệ tivi 2 trong 1, quý vị có thể kê vào những chai rượu ở bên buồng kính cao thì trông rất là đẹp. Và buồng giữa thì có để được tivi 55 inch của Sony. Tivi dài hơn 1m2. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng toàn cảnh bộ không gian phòng khách của nhà anh này. Không gian phòng khách rất là rộng, có thể kê được bộ bàn ghế Minh Đào cột 12 7 món bằng chiếc kệ tivi dài 2m50, sâu 50 và cao 2m31. Quý vị có thể xem qua đường link mà chúng tôi đã ghi ở phía dưới thì có thể xem được chi tiết phần mộc của chiếc kệ này. Vì trong nhà anh là hơi tối nên là sẽ không lên được đúng màu sắc mà chúng tôi đã lên. Vì không gian nhà anh là nó sâu nên đi vào trong thì hơi tối. Anh đã xem rất nhiều cơ sở nhưng anh đã tin tưởng đặt hàng cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Anh đã đặt hàng online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo mà chúng tôi đưa lên.